Bây giờ em đang có mặt tại xã An Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, của chú anh chị và các bạn. Đó. Bây giờ là em đang trên đường đi ghi hình, đang bán cái con bò đực kem dùm cho cái chú này. Chú này là cái chú mà hôm bữa em cứ vô em tham khảo, em quay tham khảo cho chú anh chị và các bạn đó. Con bò đực kem hôm nay chú muốn tẻ mẹ, tại vì con mẹ nó nay có thai rồi. Chú sợ nó rút mẹ nên bây giờ chú kêu em vô ghi hình đăng bán giùm cho chú được kem. Thì mong là cô chú anh chị và các bạn xem video của em, nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới. Đó. Và bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái nội dung ngày hôm nay. Đây cô chú anh chị các bạn, em đi đến nhà của chú rồi. Đây là cái hẻm mà để đi vô nhà của chú nè. Này. Chú, bữa nay không sợ Covid nữa vậy? Sợ Covid. Đang đến ghi hình đăng bán cho chú bò đực kem nè chú. Cái dàn mai á sau này của chú luôn đó hả? Dạ. Quá đẹp. Rồi, đâu rồi? Mẹ nó có bầu rồi hả chú? Ừ. Mẹ chữa. Đây. Nè vẫn siêu quên kia hả? Dạ. Đó. Hết biết mò được cũng đẹp. Cái con này về nuôi được thầy hỗ trợ. Rồi chú để con chú lại đây đại, không có gì hết. Đây cô chú anh chị các bạn, nói chung là con bò này thì em nói một cái tiếng phải gọi là quá đẹp. Giờ chú muốn bán nhiều chú nói sát giá, mới giá phải gọi là hợp lệ để đăng lên con bán cái một là xong ngay. Là giá chốt luôn ha, 25 triệu chú anh chị các bạn. Con bò này mua về là khỏi khoản luôn á. Cô chú anh chị bạn nhìn nhàn chân móng của nó nè, xương cối luôn nha. Vậy là giá chốt của chú đưa ra là 25 triệu, giá không thương lượng. Đây cô chú anh chị bạn, con bò nó đẹp lạ lùng luôn, nó đẹp không còn chỗ nào mà chê nữa. Hết biết con bò mẹ rách man mà đẻ ăn đực này thì thôi khỏi. Đây 25 triệu của chú anh chị các bạn, chân móng nè, xương to nha. Bò này về làm bò nhái cũng ngon, về làm bò nền. Quá đẹp. Đây là cái chuồng bò của chú bữa hổm em có đến để em ghi hình tham khảo đó của chú anh chị các bạn. Hôm nay chú chiết con bò đực này ra, tại vì con bò mẹ nay có thai được mấy tháng rồi chú? 3 tháng à. Dạ. Mới 2 tháng vô lọc. Nghe là nghe con 2 tháng vô nọc rồi. Đực nè cô chú anh chị bạn, coi cày đuôi của nó nè, nó giống y xịn mẹ luôn, cày đuôi hết biết luôn. Vậy là đực này 5 tháng rồi. Đực 5 tháng nè cô chú anh chị bạn, bự đẹp giá mang luôn. 25 triệu là giá chốt không thương lượng nha. Chân móng của nó nè, dàn rúng là rúng chèn luôn nha. Đây đó cô chú anh chị bạn có thể thấy ha, bò lực pin tướng lực dữ lắm luôn, lưng đôi nó, con của con bò rách man mà nó đẻ ra thùng dạo thì cô chú anh chị khỏi sợ, nó đẹp. Để em quay cái lưng nó cho cô chú anh chị các bạn coi nè, đó hết biết cái lưng cái đít luôn. Chú có thương không chú lấy thước cho con mượn đỡ cái bò này, chắc cứng mét mốt rồi. Hết biết con bò đó. Rồi. Mẹ nó phần lớn để con vậy phải rồi.
xin cối còn đứng coi nó đứng rồi. Đó giờ mới thấy bộ đực cũng đẹp như rồi. Nàng đến ghi hình đang bán dùm cho ổng. Quá đẹp của chú anh chị bạn. Rồi, chú vô chú đo nhắm thử một con cái. Con lại gần nó không được. Đổ đất ra em. Dạ đúng rồi. Đụng đất không chú? Rồi xin xuống nhìn ngang thử đây, nó cao cỡ nhiều. Chưa ấy thước dài ra. Tấm thước dài ra đại đi. Bò này thì nó cứng mét mốt rồi, mà không biết là mét nhiêu. Rồi đó chú không xuống nhìn được rồi. Đừng quặn bò mẹ quá. Đây kìa chú cưng cầm máy anh có tay chú được con chú để con đòi con này cũng mét hai đâu đâu mét hai bò này là hơn cứng mét mốt mà không biết là mét nhiêu rồi chú để con. Bò này khoảng mét 13, 14, 14 rồi của chú anh chị bạn. Ừ, tính bằng cái tường này. Đó. Đó. Nó cao hơn mức tường chứ. Ừ, cao hơn tí. Đo đo, thử cái tường này mình biết chị. Tường này mét 1, thì nó khoảng mét 13, 14, 14. Rồi. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu muốn mua con bò đực này thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình nha. Bò này nó đẹp, nó lực, xương to dữ lắm của chú anh chị các bạn. Giờ chú muốn bán giá chốt là 25 triệu không còn thương lượng. Con bò này chiều cao 1m13-14 của chú anh chị các bạn. Nó đẹp dữ lắm nha. Thì nó đẹp như thế nào thì cô chú anh chị có thể thấy được rồi, chúng ta biết rồi. Và bây giờ em xin tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Mong là cô chú anh chị nếu muốn mua cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. Bây giờ em xin mời cô chú anh chị và các bạn đến với nội dung tiếp theo. Rồi thì bây giờ em tiếp tục cái video đăng bán ngày hôm nay của chú anh chị các bạn. Em có đến cái huyện Thạnh Phú. Đó, để em đi hình con trâu nè. Đó, ảnh có nuôi có một con một à. Đó, anh không cột dây luôn chứ. Anh thả trâu cái của chú anh chị các bạn ơi. Đây của chú anh chị các bạn. Con trâu nghé. Nghé cái nha. Nó em đến ghi hình đang bán cho anh tại vì lúc trước anh mua nay cũng khoảng 2 tháng rồi. Nói anh mua nhưng mà giờ anh muốn bán lại cho chú anh chị bạn. Anh không còn dây luôn. Con trâu này giờ anh muốn bán cho cô chú anh chị với giá là 18 triệu 500 ngàn. Đi đường nào? Đây để em đi. Nó đi nó chạy vô đây rồi. Kệ quay luôn đâu ăn thua gì. Đi vô vườn xài. Về con. Nè cô chú anh chị bạn. Đó, cô chú anh chị bạn. Không còn dây luôn. Nuôi trâu mà không còn dây luôn cô chú anh chị bạn. Đó. Bây giờ anh muốn bán con trâu này với giá 18 triệu 500 nha cô chú anh chị bạn. Đó, còn cô chú anh chị bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi anh số điện thoại. Em nha, danh gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Chạy nhông nhông đâu hả? Rồi sau một hồi ti đuổi nó thì anh chủ nhà cũng đã bắt được nó thành công và đang cầm cọc dây mũi còn cọc dây mũi còn anh nghĩ cái cọc dây đó có thể cầm được con trâu không? Hết biết anh chủ nhà luôn đó. Con trâu này chiều cao nó dao động tầm khoảng nhiêu ta? Mét 17, 18 gì không? Ồ đó nó lại với chủ nó luôn à.
lại với chủ nó mà không cần cầm dây luôn á cô chú anh chị bạn. Nói chung là con trâu này nó dễ lắm nè, xe mặt nè nó tròn ẩm luôn nha, trâu này nó mập lúc luôn á, láng e luôn cô chú anh chị bạn đó. Bây giờ anh với giá bán cô chú anh chị với giá là 18.500.000, thì cô chú anh chị bạn nào gần xa có nhu cầu muốn mua nó thì em sẽ thì cứ liên hệ trực tiếp với em số điện thoại em để trên màn hình nha. Con trâu bạn của nhà nông có ăn thoải mái luôn ha anh. À, rồi thì cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Và bây giờ em xin kết thúc cái video ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Giá con trâu này có giá là 18.500.000 nha cô chú anh chị các bạn, mập lúc luôn á.